mọi người nha. À, bữa nay anh em chiến đấu tiếp tục ở Long An nha mọi người. À, gọi Dũng Bình Tân nha. Còn Trần Trung thì đi múc mày đầu kia, mình nó mới ra ngoài mới gặp được. Rồi chúc mọi người luôn mạnh khỏe bình an. Có gì có cá mình quay cho mọi người xem luôn nha. Quá đã, quá đã, hàng ngon, hàng ngon. Rồi để mình gửi nha, quá đã mọi người, cái này ba con thử. Tê tái mọi người ơi, quá đã, quá đã. Cá này ba ngón hở phải ra mọi người, để cho mọi người xem. Đây nó hơi khó ấy cá này mọi người, tại vì tràm không à. Đây mọi người, cá cỡ này là tê ngừ ha. Rồi để mình gửi nha. Cái vàng nó tắt cái chẩm lên, tưởng đâu là, tưởng đâu hết ngang như cái chổng lên dính cái tia vàng. Trời ơi, trời ơi, mọi người ơi, trời ơi, có rô. Rồi để mình cho mọi người xem. Quá đã rồi, có luôn. Trời ơi. Quá đã không rồi. Còn 4 ngón nha. Rất đi. Rồi để mình gửi nha. Rồi rớt luôn à. Rồi 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 nha, rồi nha mọi người, quá đã. Ba ngón nha mọi người, cá này ba ngón. Rồi để mình gửi nha. Quá đã. Rồi để mình gửi nha. Cá này ba ngón hở mọi người ạ. Tê tái, tê tái. Luôn nha mọi người, luôn ngon không à, quá đã. Đây, quá đã mọi người ơi. Rồi để con gửi nha.
lôi hả mày? Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, mày lôi hả mày? Trời ơi, cá rô mọi người, quá đã. Cá rô này bán hở luôn. Chung cá bữa nay cá ngon mọi người ơi. Rồi để mình gửi nha. Dũng lên thác tác mọi người ạ. Trời ơi, ngon. Trời ơi, thác tác này cũng bự dữ rồi trời. Quá đã. Cá rô mọi người ơi. Cá rô. Quá tê. Cá rô đồng nè mọi người. Quá đã mọi người ơi. Đây, để mình gỡ nha. Cá bốn ngón luôn mọi người. Rồi. Ba con hở. Rồi, để mình gỡ nha mọi người. Rồi. Trời ơi. Quá đã. Sướng. Đây, để mình gửi nha. Đã quá mọi người ơi, cái giật răng người không. Tê. Cho mọi người xem cá nè. Cá nãy giờ đều cá vậy không mọi người. Ba ngón hở bốn ngón không phải không? Đều cá xinh lét. Rồi, để mình gửi nha. Trời ơi, Dũng lên hàng. Trời đất ơi, cá rô. Trời ơi, cá rô mọi người ơi. Thứ gì chịu nổi thì không tê sao được ha mọi người. Quá đã. Trời ơi, sướng anh. Sướng cười te tét. Đây, nó đây. Ôi, quá đã. Tê. Ăn cá ngon. Quá phê rồi ơi.
rồi. Quá đã mọi người, cá nu. Rồi, để mình gỡ nha. Rồi, cá nè, mọi người coi. Trời ơi. Sướng rồi. Ghê không? Sướng sao được. Tươi quá người ơi. Bà cũng hở à. Rồi để mình gỡ nha. Cam cải thắt lát với lại bông cải xào. Lấy tiền. Nó ngon quá mọi người. Tê. Rồi để mình gỡ nha. Luôn nha. Móc lại móc hai lỗ, thằng lỗ câu coi. Ai biết đâu ngoài mưa nó vô làm sao? Trời ơi! Quá tê! Trời ơi, cá nào rồi? Cho người xem. Quá phê luôn. Ba ngón nha mọi người, ba ngón hở á. Quá phê.
Dũng lên, dũng lên. Các bạn cũng hở mọi người, quá ngon rồi. Rồi. Đó, thật, thật ơi là thật, nó đã gì đâu. Ba con hở nha mọi người, để mình gỡ nha. Quá đã. Luôn nha mọi người. Đây. Quá đã mọi người. Để mình gửi cho mọi người. Mình cũng xin kết thúc video đây nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.